quý vị và các bạn, chúng tôi đang có mặt tại nông trường chính, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên cao su Phú Riềng. Hôm nay, đoàn công tác của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam đến khảo sát trường thi Hội thi bàn tay vàng khai thác mũ ngành cao su năm 2020. Hội thi dự kiến được tổ chức vào cuối năm nay. Thì rẽ trái xuống ở điểm giữa, tất cả là chia tư ra. Vậy thì mình sẽ mất thêm, mình như vậy là nếu như theo cái phương án này của anh. Bắt đầu trở vào đường qua này xuống đây, trở xuống đây luôn. Mình băng qua đường. Băng qua đường. À, dạ, rồi. Rồi. Thế có nghĩa là rồi. Hai bên khán đài. Hai bên khán đài. Đường vào đường thi nằm dạ. Sau cái các cái nhà máy dạ, của đại biểu. Đúng rồi. Nếu mất mất một hàng. Ngay từ tháng 5 năm 2020 thì lãnh đạo của tập đoàn đã giao nhiệm vụ cho công ty cao su Riềng chuẩn bị cho cái trường thi hội thi bàn tay vàng năm 2020 của ngành. Thì về phía công ty á thì đã khảo sát và chọn trên là 4 lô. Công ty đã tiến hành các cái công việc là khảo sát các cái vị trí là sẽ làm cái khán đài trung tâm để tập trung các cái thí sinh. Đồng thời á là cũng là phân chia các cái lô thì dự kiến là sẽ phân chia ra là khoảng 7 cái khu vực của thí sinh thi để đảm bảo vấn đề cái công tác quản lý, điều hành vấn đề thi là hoàn thiện cho cái công tác tổ chức là hội thi bàn tay vàng của năm 2020. Về cái đối với vườn cây thi thì ở năm nay á, là sẽ thi trên cái vườn cây là năm trồng năm 2012 đó, là với cái ba cái giống chính, một là sẽ có khoảng 6 đến 70 phần thi là giống riêu 106 và 70 phần thi là trên giống riêu 124 và khoảng 120 phần là cho cái giống là BB255. Bây giờ cái việc trước mắt á, là về phía công ty là sẽ thực hiện là chuẩn bị cái hiện trường cho thật tốt. Trong quá trình thực hiện thì luôn luôn là bám sát phối hợp với các cái tiểu ban được là lãnh đạo tập đoàn là phân công. Công ty sẽ trực tiếp phối hợp và làm việc với ban quản lý kỹ thuật của tập đoàn trong các buổi tiếp theo.